Rồi hôm nay mình sẽ review cái bút thử độ mặn của hãng Sekisui, model là AZ gạch 31A ha. Model này được sản xuất tại Nhật nha ha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ mở hộp ra đây ha. Cái này vừa đo được cái độ mặn và vừa đo được cái nhiệt độ luôn nha ha. Đây. Đó, chúng ta mở hộp ra thì thấy đây ha. Có cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật thôi. Trời. Đây, có những cái giấy tờ kèm theo ha, giấy bảo hành. À, giấy bảo hành này kia đâu. Rồi giấy hướng dẫn sử dụng của nó ha, đây. Bằng tiếng Nhật luôn nha ha. Đó. Giống như cái sới cá quân vậy đây à, rồi bên đó bên đây về máy chính ha, đây rồi về máy chính này cũng rất đơn giản thôi, sử dụng pin ba cục pin nhỏ ha, sử dụng ba cục pin nhỏ nha ha, sử dụng ba cục pin đây ha, pin có màu đen luôn ha. Pin này sản xuất tại Nhật luôn nha, bảo hành 12 tháng. Đây, nó có chức năng đo và giữ, có rất là nhiều chức năng, khoảng đo từ 0 đến 5%, độ chia là 0.1%, độ chính xác là cộng trừ 0.03, khoảng đo nhiệt độ là 0 đến 70 độ C, độ phân giải là 0.1 độ C và độ chính xác là cộng trừ 1 độ C ha. Cái này thì nó xài ba cục pin nhỏ, cái tuổi thọ nó nếu mà chúng ta đo 10 lần một ngày thì nó sẽ đo được 2 tháng, còn nếu chúng ta đo ít hơn 10 lần một ngày thì thời gian đo lâu hơn ha. Cục pin nhỏ này cũng rất là rẻ thôi ha. Đó. Đây có nút on off đây ha. Đó. Có những cái chế độ ha. Cái này mình chưa gắn pin nha ha. Này nút tắt mở đó thôi ha. Còn cái đầu đây là cái đầu đo trực tiếp của nó nè ha. Đây có cái ống bảo vệ luôn. Chúng ta gỡ ra chúng ta đo cái độ mặn của dung dịch hay gì đó thì chúng ta cho cái đầu này nè nó tiếp xúc. Đây, bây giờ pin nó lên rồi đây. Chúng ta chỉ cần on off chỗ này thôi. Đó. Đây ha, hiện tại giờ là giống như là cái nhiệt độ nó là 29,5 độ C ha, tại lúc chúng mình đang review cái sản phẩm này đây. Đây. Đây ha, đây. Đây là chúng ta bấm qua cái chế độ phần trăm là đo độ mặn ha. Đây nó có cái chế độ nè, phần trăm và độ C. Chúng ta bấm qua cái thôi ha. Bấm qua cái là nó hiển thị cái độ C thôi. Rất là đơn giản ha. Nó có, ngoài ra nó có chức năng cái nút này là để chúng ta giữ nó ha, chúng ta bấm cái là nó giữ cái giá trị luôn ha, để chúng ta đọc đó. Đây ha, đây chỗ thay pin đây nha ha, này thay pin thì rất đơn giản thôi, chúng ta tháo nhẹ ra thôi, nó có ba cục pin nhỏ ha, pin đó cũng giá rất là rẻ đó. Đây ha, chúng ta bấm cái ha, bấm cái chuyển đổi qua cái chế độ đo phần trăm đo độ mặn ha. Rồi xong chúng ta đo xong, chúng ta đây cái nút này chúng ta tắt thôi, rất là đơn giản, hàng sản xuất tại Nhật à. Chất lượng bảo hành 12 tháng à. Độ chính xác rất là cao à. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha.